Chân thành cảm ơn quý vị vẫn tiếp tục theo dõi phần tin buổi tối. Và sau đây mời quý vị cùng theo dõi một bản tin có liên quan đến Hoa Kỳ cho biết, tang lễ của cựu đệ nhất phu nhân Barbara Bush diễn ra vào ngày hôm qua. Thi hài của bà hôm thứ Sáu được quàng tại Thánh đường ở Houston để cho dân chúng và quan khách có thể đến để chào hỏi tưởng niệm trong suốt ngày. Phu nhân của Tổng thống Trump, bà Melania Trump đã cùng với hai vợ chồng của Tổng thống Obama, cựu Tổng thống Clinton và 1.500 người khác, trong đó có nhiều khách như là thống đốc và thượng nghị sĩ tham dự lễ tưởng niệm nói trên. Tổng thống Trump đã không đến dự lễ vì sợ lực lượng bảo vệ an ninh cho ông sẽ làm hư đi không khí trang nghiêm nhưng thân mật của buổi lễ. Các người cháu của bà đã hộ vệ đẩy quan tài ra khỏi thánh đường và đưa lên xe. Tang lễ sau đó diễn ra trong gia đình, ngay bên trong thư viện và viện bảo tàng của Tổng thống Bush thứ 41 tại khuôn viên của trường đại học Texas A&M ở College Station của tiểu bang Texas. Bà được an táng ngay bên cạnh con gái của bà đã qua đời lúc mới 3 tuổi vì chứng ung thư. Giới thân cận của ông Trump đang lo ngại ông Cohen sẽ thỏa hiệp với ông Mueller. Luật sư riêng của ông Trump, ông Michael Cohen, đã bị Ủy ban Mueller tấn công khá nặng khi lục soát văn phòng, khách sạn và nhà ở của ông này, đồng thời tịch thu nhiều tài liệu. Các giới thân cận của ông Trump đang lo lắng vì Ủy ban ông Mueller đã đe dọa ông Cohen với một bản án dự trù đến chung thân. Với bản án này, các chuyên gia cho rằng ông Cohen sẽ buông xuôi và không che giấu cho ông Trump nữa, đồng thời sẽ xin hợp tác với Ủy ban Mueller để được giảm án. Ông Cohen hiện nay đang bị điều tra về các tội liên quan đến tiền bạc và ngân hàng. Ông là người đã bị nghi, đã thay mặt ông Trump để trả tiền cho cô Stormy Daniels, một tài tử phim người lớn, nhằm để che giấu cuộc tình ái của cô ta với ông Trump. Thái độ của Tòa Bạch Cung và của ông Trump hiện nay rất lo lắng về việc này. Kính thưa quý vị, nữ cảnh sát tặng thận cho con trai của một lính cứu hỏa, Ian Dennis, 13 tuổi, sau nhiều tháng đau yếu và ói mửa, đã được nhập viện để khám. Tại đây thì bác sĩ khám phá ra rằng hai quả thận của em đã bị hư. Em phải đi lọc thận mỗi lần 4 giờ, mỗi tuần 3 lần như vậy. Do đó, mẹ của em muốn hiến thận của họ cho em, nhưng DNA của hai ông bà lại không match với con của mình. Họ đem câu chuyện kể trên mạng xã hội Facebook và cầu xin mọi người giúp đỡ. Hơn 40 người trả lời họ sẵn sàng giúp cho em bé này, nhưng 40 người này vẫn không có ai có DNA thích hợp. Josie Hall, một nữ cảnh sát tại Suffolk, đã biết được câu chuyện qua mạng của mình và người bạn share với lời cầu khẩn trên. Cô đi thử máu và lần này thì đã match với em này. Vào hôm 27 tháng 3, bác sĩ đã mổ lấy thận của cô và gắn cho em bé. Từ đó cả hai, nạn nhân và ân nhân lại có thêm một tình thân khăng khít hơn. Một người đàn ông Hawaii bị cá mập cắn trong tuần này đã từng liên quan đến nhiều tai nạn khác. Dylan Williams, 20 tuổi, cư ngụ tại Grand Junction, đã bị một chú cá mập cắn bị thương khi anh ta đang bơi ở ngoài khơi đảo Kauai vào thứ Năm tuần qua. Anh đã có nhiều vết thương trên chân do răng của cá mập gây ra và đã đưa một tấm hình cho thấy điều đó trên trang mạng Facebook. Tuy vậy, anh cho biết không phải đây là lần đầu tiên anh bị một tai nạn liên quan đến các loài thú, mà lần bị cá mập cắn này là lần thứ ba. Vào tháng 7 năm ngoái, anh bị một con gấu cắn tại Colorado. Chú gấu vồ anh và lôi anh đi đến 12 feet trong khi anh đang ngủ. Vào 3 năm rưỡi trước, cũng tại tiểu bang Utah, anh cũng bị một con rắn rung chuông cắn trọng thương. Anh vẫn cho biết là may mắn vì còn sống cho đến ngày hôm nay. Trong khi đó, thì Bộ trưởng Tài chánh Hoa Kỳ dự trù thăm Trung Hoa để giải quyết các vấn đề thương ước mậu dịch. Trung Cộng đã đưa ra một thông báo chính thức về hoan nghênh về dự tính kể trên. Hoa Kỳ và Trung Cộng hiện đang trả đũa nhau về các sắc thuế nhập nội. Hoa Kỳ tăng 25% thuế nhập nội đánh vào thép tại Trung Cộng, cũng như dự tính kiểm soát giảm tiền đầu tư của các công ty Trung Cộng vào Hoa Kỳ. Hoa Kỳ lo ngại việc Trung Cộng đầu tư vào Hoa Kỳ sẽ làm cho Trung Cộng có cơ hội dòm ngó và ăn cắp bản quyền trí tuệ của các công ty Hoa Kỳ. Trung Cộng trả đũa bằng cách tăng thuế nhập nội lên các mặt hàng bo bo và cao su non. Tuy nhiên, các bước trả đũa này đã được gọi là nhỏ và hạn chế. Mọi người đang chờ đợi các đợt tấn công trên sẽ diễn ra khốc liệt hơn. Đó là lý do khiến cho ông Mnuchin chuẩn bị thăm Trung Cộng. Đức Quốc bắt đầu làm burger với côn trùng thay vì với thịt. Bản tin đời sống tiếp theo cho biết, côn trùng đây là một loại ấu trùng của bò trâu, một loại côn trùng được nuôi rất nhiều tại Hà Lan. Các ấu trùng thật ra rất bổ dưỡng vì mức độ protein của chúng rất cao.
Các loại burger, bánh mì kẹp, burger, côn trùng này đã được bán và được công chúng ưa thích tại Hà Lan cũng như tại Bỉ. Đồng thời, chúng cũng đang được chuẩn bị để khai trương tại các siêu thị ở thành phố Aachen tại Đức Quốc. Các nhà phát minh ra loại burger với côn trùng này cho biết, họ nghĩ ra chuyện này khi họ đi du lịch sang Á Châu. Tại các quốc gia Á Châu, ăn thịt côn trùng là chuyện bình thường. Tuy các ông chủ tỏ ra ưa thích loại burger mới này và hy vọng sau khi khai trương họ sẽ đạt được kết quả tốt, nhưng một số nhân viên bi quan trong tiệm lại tỏ ý hoài nghi về việc này. Quý vị vẫn đang theo dõi phần tin buổi tối của Đài truyền hình Việt TV Radio. Chúng tôi sẽ quay trở lại với các bản tin có liên quan đến Việt Nam và giải trí sau một vài thông tin thương mại của các cơ sở đã bảo trợ cho chương trình.